Không thiết ngủ với vợ. Alo, anh về đến đâu rồi? À, anh quên báo lại với em mất. Anh đang định về thì mấy ông cùng cơ quan rủ đi nhậu tí. Em cứ ăn trước đi nhé. Ủa, em về rồi à? Em sao vậy? Em mệt, em đã ăn gì chưa? Em không thấy đói. Vậy em đi nghỉ đi. Anh có cuộc hẹn với mấy thằng bạn tối nay. Anh đi một lúc rồi anh về nhé. Các ông rất đáng phê bình đấy nha. Lần nào gọi tụ tập cũng thiếu người. Chỉ có tôi là luôn đầy đủ thôi. Điểm này thì em công nhận. Anh thấy luôn thiệt tình nhất. Này, thấy mà anh ấy vẫn lãng mạn lắm nha. Cuối tuần vẫn hẹn hò với vợ như thời mới yêu ấy. Nói dốc, hẹn hò đâu chứ. Anh còn chối à, cuối tuần vừa rồi em thấy chị nhà đứng như đợi ai đó ở bên bờ hồ. Chẳng đợi anh thì đợi ai? Làm gì có. Chắc cậu nhìn nhầm rồi. Không thể nhầm được. Em gặp chị nhà anh không ít lần. Chẳng lẽ em nhầm? Lại đi đâu rồi? Dạo này không biết làm gì suốt ngày về muộn. Em nhớ anh. Cuối tuần vừa rồi em thấy chị nhà đứng ở bờ hồ. Chẳng đi với anh thì với ai? Anh... Sao anh biết em ở đây mà qua? Em làm gì ở đây? Em hóng gió tí thôi. Chẳng phải anh bảo hôm nay đi nhậu với bạn nên em... Cô thôi ngay đi. Định dối tôi đến bao giờ? Tôi đã biết hết rồi. Nói thật đi, cô đứng đây chờ ai? Anh nói gì vậy? Em không hề chờ ai, hẹn ai cả. Đây, cái này đã nói lên tất cả. Nó là nhật ký của em. Nhưng sao anh lại suy diễn như thế? Đừng vờ vịt nữa. Giờ thì tôi đã biết vì sao dạo này cô hay về muộn rồi. Cô đang ngoại tình đúng không? Ngoại tình nữa? Em chưa từng làm gì có lỗi với anh. Thế cô viết trong nhật ký bao nhiêu dòng? Em nhớ anh. Chẳng lẽ là nhớ tôi sao? Đúng là nhớ anh. Nhớ tôi à? Phải. Em nhớ anh. Nhớ anh của ngày xưa. Ngày xưa anh yêu thương và lo lắng cho em biết bao. Còn bây giờ anh bỏ em cô đơn và lạc lõng trong chính ngôi nhà của chúng ta. Em chỉ có thể đi tìm được niềm an ủi trong quá khứ mà thôi. Em còn nhớ ngày xưa chính tại nơi này. Quả thật, em rất nhớ anh của ngày xưa. Anh nhớ hết rồi. Anh là một người chồng tồi. Anh xin lỗi em. Từ nay, anh sẽ không để em phải chịu thiệt thòi, phải buồn khổ thêm nữa. Tha lỗi cho anh. Đẻ mướn. Tới giờ ngủ rồi. Nè Fiona, khoan hãy đi. Anh đang xem phim của em đóng đây này. Em diễn rất đạt, vào vai bà mẹ như thật vậy. Dù sao thì đây cũng là một vai diễn khá mới lạ đối với em mà. Hai chúng ta đã cưới nhau được 5 năm rồi.
Fiona, anh nghĩ đã đến lúc chúng ta nên có một đứa bé rồi. Nhưng em là một diễn viên, nếu như sinh em bé, em sợ rằng sẽ ảnh hưởng tới vóc dáng. Sự nghiệp của em lại đang ở đỉnh cao, nên... Vậy chúng ta sẽ phải chờ đến khi nào đi? Em nghĩ hay là vợ chồng mình thuê người mang thai đi. Ừ, sao phải làm thế? Họ chỉ thuê người mang thai hộ, trong trường hợp không thể tự sinh con được mà thôi. Em thấy chuyện này có làm sao đâu, đứa bé vẫn mang dòng máu của hai chúng ta mà. Chỉ là bào thai sẽ lớn lên ở trong bụng một người phụ nữ khác thôi. Vậy thì hãy làm theo cách của em đi. Cảm ơn anh đã hiểu cho em. Em sẽ tìm người thật phù hợp cho việc này. Giờ thì em phải đi đây. Chào anh chị, tôi tới dọn dẹp ạ. Emily, cô đến dọn dẹp rồi đấy hả? Hôm nào cô cũng rất đúng giờ. Tôi có mấy bộ quần áo đi diễn để ở trong phòng á, cô mang ra tiệm giặt là giúp tôi nha. Dạ vâng, tôi nhớ rồi, chị cứ yên tâm mà. Nghe nói mẹ cô đang phải nằm viện, bệnh tình của bà thế nào rồi? Cảm ơn anh, nhưng sức khỏe của mẹ tôi không được tốt cho lắm, chắc phải nằm viện thêm một thời gian nữa. Xin phép tôi đi dọn phòng đã nha. Emily từng có kinh nghiệm mang thai, cô ấy lại rất khỏe mạnh, lại là người nghiêm túc và tử tế. Cô ấy cũng đang cần tiền, thật quá phù hợp, còn tìm đâu nữa. Em đang nói gì vậy? Em định nhờ Emily... Anh chị nói sao? Tôi sẽ sinh con giúp cho anh chị à? Tôi chưa nghĩ tới việc này. Đứa bé sẽ được thụ tinh trong ống nghiệm, sau đó đưa vào tử cung của cô. Cô chỉ là người mang thai đứa con của chúng tôi, giúp chúng tôi thôi. Nhưng... Nếu cô thấy số tiền 50.000 đô chúng tôi sẽ trả cho cô vẫn chưa thỏa đáng, thì chúng tôi có thể trả thêm. Đó là số tiền rất lớn đối với tôi. Chỉ có điều là hãy cho tôi thêm thời gian suy nghĩ đi. Cô cứ suy nghĩ cho thật kỹ. Tôi biết là cô cũng đang cần tiền để cho mẹ chữa bệnh, có phải không? Tốt rồi. 12 tuần tuổi, thai nhi đang phát triển rất tốt, tim thai khỏe mạnh. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Mà sao cô Fiona không đi cùng cô? Dạ, chị ấy rất bận ạ. Hôm nay chị ấy nhận lời chụp ảnh bìa cho một tạp chí. Cô hãy ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, uống thuốc theo đúng chỉ định nha. Cô phải ăn hết chỗ này luôn đó. Tôi nghĩ rằng nếu tôi ăn hết chỗ này, cô bé của chúng ta sẽ bị bội thực mất. Đó là một bé gái hả? Tôi đã nói với chị từ hôm đi khám về rồi mà. Tôi bận quá nên quên mất. Tôi đã mua cho cô những loại thuốc bổ tốt nhất rồi đó. Cô nhớ uống đầy đủ và đúng giờ nha. Tôi phải đi bây giờ. Chị Fiona, tôi đã mua cho bé rồi đây. Chị thấy có ưng không? Dễ thương quá. Nè, sao thế? Cô bé đang đạp vào bụng của tôi. Tôi chắc là con gái của tôi đang mỏi tay mỏi chân và muốn hoạt động một chút đấy mà. Chị có muốn chạm vào bụng của tôi để nói chuyện với bé không? Có chứ, để tôi thử nha. Alo. Vậy sao? Tôi sẽ tới ngay. Đạo diễn bộ phim mới đang cần trao đổi vài điều với tôi. Tôi phải đi gấp. Con gái, mẹ mong chờ tới ngày nhìn thấy con. Alo, tôi là trợ lý của diễn viên Fiona. Ai ở đầu dây bên kia đó ạ? Gì cơ? Vâng, tôi sẽ nói với chị ấy ngay đây. Chị Fiona, chồng chị vừa gọi điện. Anh ấy thông báo cô Emily đã biến mất và anh không thể tìm thấy. Trời ơi, sao lại thế? Tôi phải về ngay. Xin lỗi mọi người nha. Anh đã gọi, nhưng cô ấy tắt máy rồi. Quần áo của cô ấy cũng không thấy đâu. Đồ của em bé cũng mang cả đi rồi. Anh đã chạy đi tìm khắp nơi rồi. Trời ơi, chúng ta phải làm gì bây giờ? Bà Margaret là mẹ của cô Emily. Bà ấy ở phòng bệnh số 23 suốt 9 tháng qua.
Nhưng bà ấy đã trốn viện từ đêm qua rồi ạ. Hiện chúng tôi cũng chưa tìm được. Không còn nghi ngờ gì nữa. Emily đã cố tình bắt cóc con của chúng ta và có ý định bỏ trốn. Cô ấy đã lên kế hoạch từ trước rồi. Em không ngờ Emily lại như vậy. Chúng ta đã nhầm lẫn khi chọn người mang thai hộ rồi anh à. Em bình tĩnh, chúng ta sẽ tìm được cô ấy thôi. Cô ấy sắp tới ngày sinh rồi. Cô ấy đã mang theo đứa con của chúng ta. Cô ấy sẽ làm gì với đứa trẻ? Liệu cô ấy có định bán nó đi hay không? Trời ơi, tôi chết mất. Anh chị cứ bình tĩnh, chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm ra cô ấy thôi. Năm tháng sau. Vâng, cảm ơn ông, chúng tôi tới ngay. Fiona, cảnh sát đã tìm được nơi ở của Emily rồi. Họ đã bắt cô ấy, chúng ta có thể tới đồn cảnh sát để đón con về. Lạy Chúa, chúng ta đi đón con, mau lên anh. Chúng tôi thật không ngờ, lòng tin của chúng tôi đã đặt nhầm chỗ. Cô thật là một kẻ bắt cóc xấu xa. Xin lỗi anh chị, chỉ vì sợ sẽ phải trao đứa bé cho anh chị mà tôi đã làm liều. Cô có biết suốt 5 tháng qua chúng tôi đã không ăn không ngủ được không hả? Cô đã lên kế hoạch để bắt cóc con của chúng tôi. Giờ thì cô ấy sẽ bị pháp luật trừng trị. Mời anh chị hoàn thành nốt các thủ tục giấy tờ để mang bé về. Không, đừng mang con của tôi đi mà. Xin anh chị để cho tôi bế bé một chút có được không ạ? Không, cô không được động tới con của tôi thêm một lần nào nữa. Ồ, ngoan nào con, nín đi con. Ồ, phải làm sao bây giờ đây anh? Con không chịu uống sữa suốt cả ngày nay rồi. Thế thì chết mất, chúng ta phải làm sao đây? Hay là chúng ta tự hỏi Emily xem. Cô ấy có kinh nghiệm chăm con bé suốt 5 tháng rồi. Có cần em đi cùng không? Không đâu, một mình anh có thể ký giấy bảo lãnh cho Emily được. Con bé rất yêu quý cô. Suốt 9 tháng mang con bé trong bụng, tôi nhận ra là tôi yêu nó biết chừng nào. Cảm giác sẽ phải giao con bé lại cho anh chị và ra đi khiến tôi không thể chịu đựng nổi. Chính vì thế mà tôi... Giờ thì tôi đã hiểu rồi. Cô đã mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày. Dù đứa bé không phải máu mủ của cô, nhưng có một sợi dây vô hình giữa cô và đứa bé. Thứ tình cảm mà tôi không thể có được. Ngay từ khi đưa quyết định nhờ cô mang thai hộ, tôi đã là một người mẹ ích kỷ rồi. Tôi xin lỗi. Tôi đã nông nổi quá khi định bỏ đi để chiếm lấy đứa con này. Chị tha thứ cho tôi chứ. Làm sao có thể không tha thứ cho một người mẹ chỉ vì cô ấy yêu con mình. Cảm ơn tấm lòng vị tha của anh chị. Chị cho tôi ở lại đây một ngày để được gần con bé lần cuối, được không? Cô có thể đến đây bất cứ lúc nào mà cô muốn. Nếu cô không thấy phiền, hãy trở thành mẹ đỡ đầu của con bé nha. Chị cho tôi được trở thành mẹ đỡ đầu của con bé à? Phải, hãy nhìn xem, con bé ngủ ngon lành trong vòng tay của cô. Khi con bé tập nói, nó sẽ gọi cả hai chúng ta là mẹ. Chồng người ta. Anh nấu ăn sáng rồi nè, vậy ăn cho nóng đi. Lại ăn ở nhà nữa sao? Bữa nay ra ngoài ăn sáng đi anh. Tiết kiệm chút còn dành tiền mua nhà nữa chứ bà xã. Tiết kiệm mấy bữa ăn thì được bao nhiêu chứ? Alo. Tận một năm sau tôi để tôi suy nghĩ đã. Sao vậy em? Em muốn ói quá. Vậy hay là vợ có tin vui rồi? Không phải chứ, mình còn chưa mua được nhà nữa mà.
Sao mà lâu quá vậy? Tôi cũng chờ từ 7 giờ sáng chưa tới lượt đây nè. Em chịu khó một chút, chắc sắp tới mình rồi. Cô có phước ghê, được chồng đưa đi khám cơ đấy. Tại vợ tôi sức khỏe yếu, lại mang thai lần đầu nữa. Tôi bầu lần 3 rồi, chả bao giờ được ông xã đưa đi. Ông chỉ mãi kiếm tiền thôi à. Thôi chị à, chắc anh nhà bận quá thôi. Để em đưa chị lên tầng 2, giáo sư Mỹ đang chờ rồi ạ. Ủa, sao cô ấy tới sau mà được khám luôn vậy? Người ta nhiều tiền, khám VIP đó. Giá thì gấp 4 luôn, chồng đại gia mà. Ờ ha. Ừ, bác sĩ nói sao em, con khỏe chứ? Giờ thì chúng nó vẫn khỏe. Chúng nó là sao em? Bác sĩ nói em mang thai đôi đó, nguy hiểm gấp 2 người khác. Hả? Thai đôi sao? Cá tươi rồi rói đây. Cho tôi con cá chép kia nha. Anh chặt lập mấy khúc? Không, cô làm sạch sẽ rồi để nguyên con. Tôi về nấu cháo cho bà xã. Vợ yêu ơi, dậy ăn cháo nào. Mùi gì mà kinh thế? Em cố ăn cho khỏe. Cháo cá chép giúp ăn thai lắm đó. Sáng giờ này mà anh còn chưa đi làm nữa. Thì anh tranh thủ đi chợ mua con cá về nấu cháo tẩm bổ cho em xong. Rồi anh đi, vẫn chưa muộn mà. Thôi, giờ em đang mang thai rồi đấy. Anh tranh thủ mà lo kiếm tiền đi, không phải làm mấy việc này nữa đâu. Được rồi, em cố ăn cho khỏe. Tối nay thích ăn gì để anh đi làm về nấu cho em nha. Thôi không, tối em đi ăn tân gia nhà Cái Lan, không phải nấu cơm cho em nữa đâu. Mừng tân gia nhà mới nha. Khang trang rộng rãi quá, nội thất toàn đồ xịn nữa. Chồng các bà thật giỏi giang. Tôi thì vẫn còn đi thuê nhà đây này, sinh con ra không biết ở vào đâu nữa. Tận hai đứa lận thì làm gì có ai được chồng đưa rước, nấu cơm rửa bát, bê đồ ăn tận giường cho như bà. Chồng tôi đây này, vợ bầu mà cả tháng ở nhà được 3 lần. Đấy, bà có người chồng quốc dân mà còn kêu làm gì nữa. Ôi trời, tự hào gì đâu. Chồng người ta đi Tây đi Tàu, làm này làm nọ, chồng mình thì cứ quanh quanh góc bếp. Chán chết được. Nhà Cái Lan đẹp lắm, rộng thênh thang, nội thất toàn đồ xịn. Còn nó đẻ ra thì sướng phải biết. Em ăn nhiều cho con khỏe, việc nhà cửa mình để sau cũng được. Hay là thời gian tới anh xin đi công trình xa, rồi tranh thủ kiếm thêm ít tiền đi. Chứ cứ nghĩ đến việc sinh con ra, 4 người nheo nhóc trong cái phòng chật chội này, Là em hết muốn đẻ luôn rồi đó. Hay vợ chồng mình thuê chỗ khác, rộng hơn chút nha. Lại đi thuê nhà, giá mà anh cũng như chồng người ta. Anh có việc ra ngoài chút. Gì chứ, mới nói như thế đã tự ái rồi, rõ là sĩ diện hảo. Đây là gia phả, anh Tâm nhà chúng tôi phục chế, chị gửi cho anh ấy giúp tôi. Gia phả là sao ta? Minh Tâm, Minh Tuấn. Xin lỗi gia đình, chúng tôi chỉ có thể cứu được một bé thôi. Cứ nghĩ kiếm nhiều tiền, vợ con sẽ được hạnh phúc. Bà đã đi biết, để rồi mẹ gặp nạn, người em song sinh của anh đã... Anh rất lo lắng nếu để em phải ở nhà một mình. Sao anh chưa từng kể cho em nghe chuyện này? Chuyện đã qua từ rất lâu rồi, hơn nữa anh cũng không muốn em phải nghĩ ngợi. Xin lỗi sếp, em đã suy nghĩ kỹ rồi ạ. Anh à, em xin lỗi. Những bức ảnh. Bộ phim phỏng theo câu chuyện có thật, theo lời kể của anh Dan. Người phụ trách kênh YouTube Lisa Ring. Thành công rồi. Có gì vui mà cậu reo lên thế? Chúng ta đang rất khó khăn. Sao cậu không bán chiếc máy tính cũ đó đi để lấy tiền? Chiếc máy tính này có thể giúp ta kiếm được một khoản đấy. Cậu làm gì với nó để kiếm được tiền
Giữa cái nơi loạn lạc này, cậu hãy nhìn xem. Tớ vừa lấy cắp được tài khoản cá nhân trên mạng của một tay nhà báo ở Pháp. Theo như tớ tìm hiểu, thì anh ta đang phải làm nhiệm vụ ở đất nước chúng ta. Cậu làm thế thì có ích gì chứ? Cậu ngốc quá. Tớ sẽ dùng tài khoản cá nhân của anh ta để lừa bạn bè của anh ta. Chúng ta sẽ kiếm được một khoản đó. Cậu đừng làm vậy. Neto, nếu đất nước mình không có chiến tranh, thì giờ này tớ đã trở thành một kỹ sư máy tính và kiếm được nhiều tiền rồi. Hơn nữa, họ nhiều tiền lắm. Chúng ta chỉ lừa một chút để kiếm ăn thôi mà. Hamad, cậu có bưu phẩm này. Anh ta đã gửi sang cho mình thật. Dễ bị lừa quá. Máy ảnh ở đâu ra thế hả, Hamad? Tớ dùng tài khoản lấy cắp của gã nhà báo. Nhờ đồng nghiệp của anh ta đang ở bên Pháp, mua hộ tớ một chiếc máy ảnh xịn. Trời ơi, đây là một chiếc máy ảnh cũ mà. Michael, tớ đang đợi được lãnh lương, mới đủ tiền mua chiếc máy ảnh như cậu nhờ, nên tớ gửi chiếc máy ảnh cũ của tớ cho cậu dùng tạm. Nó vẫn rất tốt. Tuy nhiên, tớ nhờ cậu một việc, cậu có thể chụp ảnh bên đó gửi về cho tớ không? Tớ cần tư liệu cho những bài báo. Ồ, giờ cậu phải chụp ảnh để gửi cho anh ta sao? Có lẽ phải thế thì anh ta mới mua một chiếc máy ảnh xịn cho mình. Hamad, cậu có bưu phẩm này. Anh ta gửi gì cho cậu thế? Có phải là một chiếc máy ảnh xịn như cậu yêu cầu không? Không, anh ta nói ảnh của mình chưa được chất lượng. Anh ta gửi cho mình tài liệu để học chụp ảnh và bảo mình chụp lại. Những bức ảnh của Hamad ngày một chất lượng hơn theo sự hướng dẫn của anh phóng viên ngoại quốc. Hamad, cậu nhìn xem này. Tập ảnh của mình đây mà. Phải rồi, nó đã trở nên rất nổi tiếng đó, cậu biết không? Nó được đăng trên rất nhiều tạp chí của nước ngoài. Tên của cậu cũng có ở đây. Anh ta đã làm việc này sao? Tại sao không nói gì cho mình biết? Thậm chí bài báo còn nói bộ ảnh này được in ra và đã bán được 5.000 cuốn trên khắp thế giới rồi đó. Mình cứ tưởng rằng đang lừa anh ta. Hóa ra chính mình mới là người bị anh ta lợi dụng. Trong lúc đó, tại Paris, thủ đô nước Pháp, anh ta đã giả danh cậu suốt một thời gian rồi đấy. Và vì thế mà cậu đã biến anh ta thành một nhiếp ảnh chiến tranh rồi còn gì. Tớ định sẽ gửi tặng anh ta một chiếc máy ảnh xịn như anh ta mong muốn và gửi toàn bộ số tiền bán ảnh trả cho anh ta. Sao cậu phải làm thế với một kẻ định lừa đảo cậu? Cậu hãy nhìn những bức ảnh của đất nước họ. Họ đang rất khó khăn. Chúng ta cũng nên làm một cái gì đó để giúp họ. Hơn nữa, Hamad cũng có những bức ảnh rất có giá trị cho cộng đồng mà. Cái máy ảnh đẹp quá. Anh ta còn gửi toàn bộ tiền bán ảnh vào tài khoản cho mình nữa cơ. Tài khoản của cá nhân cậu sao? Có nghĩa anh ta biết cậu không phải là Michael, đồng nghiệp của anh ta rồi hả? Anh ta biết từ đầu cơ. Ừ, vậy tại sao... Mình xấu hổ quá. Anh ta thật cao thượng. Trong khi mình đã rút tiền từ tài khoản, mình biết là mình cần làm gì với số tiền này rồi. Cậu ấy tốt quá, vậy là tối nay chúng ta được ăn no rồi. Cảm ơn cậu. Anh ta đã dùng số tiền cậu gửi để giúp đỡ đồng bào của anh ta. Khi gửi tiền trả anh ta, mình đã hy vọng anh ta sẽ làm điều này. Và cuối cùng anh ta đã làm thật. Niềm tin vào con người của Thomas đã biến Hamad từ một kẻ ban đầu muốn lừa đảo qua mạng trở thành một con người có ích cho xã hội như vậy đấy. Khi bạn cho người khác một cơ hội, họ có thể làm được những điều mà bạn không ngờ tới. Đôi khi họ làm bạn ngạc nhiên, và đôi khi bạn trở thành câu trả lời cho lời nguyện cầu của họ.
qua đôi mắt trẻ. Hôm nay tôi mời chị đến đây để nói chuyện về bé Ngọc. Vâng, có chuyện gì xin cô cứ nói. Chị hãy xem những bức tranh mà bé Ngọc vẽ gần đây. Hầu như chỉ có một màu xám xịt. Sao lại thế này? Tôi có mua cho con bé hộp bút có nhiều màu lắm mà. Vấn đề không phải là bé Ngọc không có màu vẽ, mà dường như cô bé không thích sử dụng màu sắc khác. Đề bài của bức tranh này là về thế giới trong mắt trẻ nhỏ. Chúng tôi yêu cầu các bé vẽ về những nơi quen thuộc của chúng theo cách mà chúng thích, hoàn toàn không có sự gò bó nào về màu sắc cả. Trẻ em vốn rất thích màu sặc sỡ. Những bức vẽ của các bé khác đều có nhiều màu sinh động, nhưng tranh của bé Ngọc lại khiến chúng tôi rất ngạc nhiên. Ngọc à, sao con không vẽ thêm màu khác, con chỉ vẽ màu xám thì bức tranh trông sẽ buồn lắm. Con chỉ thấy màu xám là đúng nhất thôi. Gần đây bé Ngọc hầu như không nói chuyện, cũng không chơi với bạn bè. Chúng tôi e là có biến động gì đó gây ảnh hưởng đến tâm lý của cháu. Nhưng gia đình tôi vẫn bình thường mà. Chắc là dạo này vợ chồng tôi bận quá, ít có thời gian quan tâm đến cháu, nên cháu mới như thế. Vậy thì cuối tuần này, chúng tôi tổ chức buổi vui chơi ngoại khóa cho các cháu và cả phụ huynh tham gia. Chị sắp xếp với anh nhà, cùng đến xem sao nhé. Vâng, tôi sẽ sắp xếp. Cảm ơn cô. Tôi có chuyện về bé Ngọc muốn bàn với anh. Lại có chuyện gì nữa thế? Chuyện về tâm lý của con bé. Hôm nay cô giáo chủ nhiệm có gọi tôi tới. Thế cuối cùng là cô cũng không biết lý do vì sao phải không? Chính vì chưa tìm ra nên tôi mới muốn bàn với anh. Con bé là con của một mình tôi chắc. Tôi đã lo chu toàn kinh tế gia đình rồi còn gì. Con bé muốn gì được nấy, thích đi đâu là được cho đi. Rốt cuộc còn thiếu gì nữa cơ chứ? Tôi cũng không biết, liệu có phải vì con bé phát hiện ra chuyện của chúng ta rồi nên mới phản ứng như thế không? Không thể nào. Trước mặt con bé chúng ta vẫn tỏ vẻ tình cảm như bình thường. Nó vẫn còn trẻ con. Trẻ con thì chỉ biết ăn với chơi thôi, chứ biết gì chuyện người lớn. Nếu thế anh cũng phải tâm sự với con xem thế nào chứ. Việc gì anh cũng đẩy cho một mình tôi là sao? Đẩy cho một mình cô? Thế bấy lâu nay là ai nai lưng ra kiếm tiền để phục vụ mẹ con cô? Đã thế lại còn phải đóng giả gia đình hạnh phúc nữa. Anh tưởng tôi muốn đóng chắc chính anh là người không muốn mất mặt với mọi người, nên tôi mới phải diễn vở kịch gia đình hòa thuận này cùng với anh. Công chúa của ba sao giờ này còn chưa ngủ thế hả con? Con về ngủ đi, mai ba và mẹ đưa con đi chơi nhà bóng nhé. Con ngoan à, hôm nào mẹ mua cho con búp bê Barbie nhé. Ngọc à, con muốn ra kia chơi không con? Sao giờ này còn chưa tới không biết? Đã nói là phải đến chơi cùng với con rồi mà. Chà, nhiều màu sắc thật đấy. Vẽ như thế này có phải là đẹp không? Đây là nhà của ai thế? Nhà của các bạn ạ. Còn đây là nhà mình. Ngọc, con... Xin lỗi hai mẹ con nhé. Cả nhà mình sẽ cùng chơi trò chơi giành giải thưởng con nhé. Con không muốn chơi đâu. Ủa, sao thế con? Ra chơi với ba mẹ cho vui nào. Con không muốn chơi. Con không muốn chơi thì thôi, sao lại hét lên thế? Hét lên với bố mẹ là hư đấy biết chưa. Ngọc à, con nói cho mẹ biết, tại sao con lại không muốn chơi thế? Vì ba mẹ có vui đâu. Ba mẹ chỉ giả vờ vui thôi. Ở nhà cũng thế, ra ngoài cũng thế. Không có gì là thật cả. Thế là hết. Con bé đã phát hiện ra vỏ bọc hạnh phúc của chúng ta sụp đổ rồi. Em thấy đã đến lúc chúng ta phải giải thoát cho nhau thôi. Anh cũng thấy thế. Cứ tưởng đóng giả hạnh phúc sẽ tốt cho con, nhưng hóa ra lại làm con bé cô đơn nhiều hơn. Bây giờ anh tính làm gì tiếp đây? Em và con hãy ở lại đây. Anh sẽ dọn ra ngoài ở. Có một căn hộ bạn anh đang cho thuê cách trường của con không xa. Vậy thì đợi anh sắp xếp chỗ ở xong rồi chúng ta cùng ra tòa vậy. Ừ, cứ làm như thế đi. Sao ba vẫn chưa tới hả mẹ? Mẹ vừa gọi điện. Ba bảo sắp đến rồi con à. Ngọc. À, ba tới rồi. Dạo này em khỏe chứ? Em vẫn khỏe. Còn anh thì sao? Ừ, anh cũng thế. À, em có cái này cho anh xem nè. Anh nhìn này,
Bây giờ những bức tranh của con về gia đình đã có màu sắc ấm áp rồi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.